chạy được hơn 10 vạn chuẩn. Xe nó đi cực ít, không một lỗi nhỏ. Sau đây tôi sẽ test chạy 100, hơn 100 km/h vẫn êm ru, không bị kéo lái. Chiếc xe rất đầm và chắc, hiếm con nào được đầm chắc như con này. Để mình tăng tốc nha. Tầm Camry đi gặp xe này mất điện đấy. Chiếc xe Mercedes